Bài này với bài quá quen thuộc lắm chị ơi. Cành bún bò kho hủ tiêu, phở bánh mì bún mọc mì tôm, vịt quay gà quay bún mắm, bò lá lốt bánh bao bánh bèo, cơm tắm trường gam bánh đúc, nem mún vịt cháo mực bò viên, sò lòng càng cua gan muối, bồ câu quay lẩu cua cơm gà. Hào ốc lá xào me, tôm miếng miếng cua xôi gà, canh chua gà nước lu chả giò, bánh cuộn tiêu heo sữa qua đùi xào lăn, mì xào giòn cơm chiên, bánh canh tôm luộc gói gà, mực dòng thịt canh măng, chim cút quay bánh tẹo cà ri. Tôm nướng bột chiên bánh quê, bao tứ hành bánh bọt miền Trung, gà ghi hầm chim thuộc bắc, mì quanh thanh cá thu xốp gà, nem nướng vực chiên nước mắm, dê hấp gần cút lộn xào mè, bào ngư thịt heo ôm khói, gà gu ti lẩu lá gan chấm gà. Dạ tới bánh nhà nè, cho tới bánh nhà Nhật Phước Tuần nha. Cành bút bò kho hủ tiêu, phở bánh mì bún bọc mì tôm, quay gà quay bún mắm, bò lá lốt bánh bao bánh bèo, cơm tắm trường gam bánh đúc, nem mún vịt cháo mực bò viên, sò lòng càng cua gan muối, bồ câu quay lẩu cua cơm gà, còn ba khía cải xanh, kim chi súp cua chân gà, về ông gà sẽ phai bánh xào, chào tôm hấp bia gùa xào mè, mì vịt tiền canh phai, miếng cua tôm luộc nước dừa, mực dòng thịt canh cua, chim cút khoai bánh tẹo cà ri, sỏi ác chào tôm bánh ướt, heo giá cây bún đậu trà bọc, gà ghi hầm thêm thuộc bắp, mì sa tê bánh canh sáng vàng, dễ nướng thịt heo bánh hôi, lâu cá kèo bún đậu mì căng, chuồng chua bào ngư vị cá, gà gu tê lẩu lá gan chân gà, chùa bào ngư vị cá, gà gu ti lẩu lá gan chân gà, sườn chùa bào ngư vị cá, gà gu ti lẩu lá gan chân gà. Hết quá vậy, cảm ơn nhiều, vỗ tay lên.